Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm tin cuối tuần hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Ngọc Lặc. Trước khi bước vào phần điểm tin, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đi kiểm tra tình hình mưa bão tại các xã và thị trấn trong toàn huyện. Sáng nay ngày 18 tháng 9 năm 2015, để nắm lại tình hình thiệt hại cũng như đời sống của nhân dân sau cơn bão số 3 vừa qua, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đi kiểm tra tình hình mưa bão tại các xã, thị trấn trong toàn huyện. Trong những ngày này, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên tại các xã, thị trấn của huyện Ngọc Lặc đều có mưa to và mưa kéo dài dẫn đến ngập cục bộ tại một số xã như Minh Tiến, Ngọc Trung, thị trấn Ngọc Lặc. Mưa to còn có nguy cơ gây sạt lở và ngập úng tại các xã Vân Nam và Thành Lập. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện đã có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các xã, thị trấn để kịp thời ứng phó với bão lũ, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất về tài sản, hoa màu cho nhân dân. Trong các ngày mưa bão diễn ra tại các xã, thị trấn, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão luôn có người trực theo dõi báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ tại các xã, thị trấn về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện được phân công phụ trách tại các xã, thị trấn đều có mặt 24/24 giờ trong các ngày mưa bão diễn ra. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo cũng như tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức để phòng chống nên trong toàn huyện không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, do mưa to kéo dài trong nhiều ngày nên các diện tích hoa màu bị ngập úng. Theo báo cáo nhanh của các xã, thị trấn, ước tính ban đầu toàn huyện đã có gần 1.000 ha hoa màu bị ngập trong nước, trong đó có 560 ha lúa, 103 ha ngô, 246 ha mía, còn lại là hoa màu khác. Đa số diện tích lúa ngập đang trong giai đoạn chắc xanh đến thu hoạch, một số có nguy cơ mất trắng do bị vùi lấp. Mưa lũ cũng làm cho gần 100 nhà bị ngập nước, hàng tấn cá bị trôi do tràn và một số công trình thủy lợi vừa và nhỏ bị sạt lở. Đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại các xã, thị trấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện chỉ đạo các xã, thị trấn trong toàn huyện khẩn trương thống kê những thiệt hại về tài sản và hoa màu, huy động lực lượng dân quân tự vệ giúp nhân dân khơi thông cống rãnh, tổ chức di chuyển tài sản bị ngập úng. Phòng nông nghiệp huyện kịp thời chỉ đạo các biện pháp phòng chống úng cho hoa màu sau mưa lũ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm tin cuối tuần. Kính thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng công tác dân vận năm 2015, Ban Dân vận huyện ủy Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng về công tác dân vận cho cán bộ chủ chốt, cấp ủy đảng, chính quyền, tổ trưởng tổ dân vận ở thôn làng 22 xã thị trấn trong toàn huyện. Trong 2 ngày từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2015, các học viên được tiếp thu các chuyên đề về công tác dân vận của cấp ủy đảng trong tình hình mới, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, chính sách tôn giáo dân tộc và công tác vận động đồng bào tín đồ các tôn giáo, một số vấn đề về cán bộ và nghiệp vụ công tác dân vận và kỹ năng xử lý một số tình huống dân vận. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong tuần qua, Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị triển khai tập huấn hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá năm 2015 đến các đồng chí Ban Chỉ đạo phòng chống thuốc lá huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban dân và trưởng trạm y tế các xã và thị trấn trong toàn huyện. Hội nghị đã được lãnh đạo Trung tâm Truyền thông chăm sóc sức khỏe tỉnh giới thiệu luật phòng chống tác hại thuốc lá, những hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá. Thông qua lớp tập huấn, các học viên thấy được tác hại của thuốc lá. Trong điếu thuốc lá có chứa 69 chất gây ung thư và 7.000 chất độc ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Không những đối với người hút mà khói thuốc rất hại đối với trẻ em và thai nhi. Nhằm hạn chế tác hại của thuốc lá, tác nhân gây bệnh, sức khỏe môi trường, luật phòng chống tác hại thuốc lá. Theo đó, ở mỗi cơ quan, nơi công cộng đều tuyên truyền cho mọi công dân không hút thuốc lá, nhất là ở những nơi cấm. Đối với công dân nên vận động người thân không sử dụng thuốc, cai nghiện thuốc lá, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi của những người hút thuốc lá tại nơi có biển cấm. Với tiêu chí xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá, giúp tiết kiệm tiền bạc và giảm nguy cơ mắc bệnh do thuốc lá gây nên. Nhằm khảo sát đánh giá lại chương trình 135 theo kiến nghị của các huyện tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa qua, trong tuần, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Ngọc Lặc về khảo sát công trình 135 giai đoạn 2012-2015. Trước khi làm việc với huyện tại xã Cao Thịnh,
đoàn đã khảo sát một số công trình tại các xã Cao Thịnh và Lộc Thịnh. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, việc thực hiện chương trình 135 được tổ chức theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo công khai dân chủ từ cơ sở, phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên một cách rõ rệt. Kết quả việc thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2013-2015, huyện Ngọc Lặc có 39 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 2, 9 xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực 3. Năm 2012 có 47 công trình với tổng số vốn là 13 tỷ 800 triệu đồng. Năm 2013 có 50 công trình với số vốn là 13 tỷ 800 triệu đồng. Năm 2014, chương trình 135 đầu tư xây dựng 53 công trình với 16 tỷ 800 triệu đồng. Và năm 2015 có 48 công trình với tổng số vốn là 16 tỷ 400 triệu đồng. Sau khi kiểm tra công trình tại các xã, đoàn nhận định phần lớn công trình theo chương trình 135, công trình nước sạch tập trung đã phát huy hiệu quả tốt, nhưng còn lại một số công trình nước sạch do khó khăn về nguồn nước nên hiệu quả sử dụng chưa cao. Trưởng đoàn công tác đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các bộ phận liên quan sớm khắc phục công trình để sớm đưa vào sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong tuần qua, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc đã xét xử lưu động tại xã Lam Sơn. Thông qua công tác xét xử lưu động một lần nữa, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trong những năm gần đây đang làm cho thế hệ thanh niên mắc phải, mất đi ý thức trách nhiệm dẫn đến phạm tội, làm mất trật tự an toàn xã hội, thiệt hại về kinh tế. Nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với mọi người dân, đó là hãy tránh xa ma túy, không sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy bởi những hệ lụy mà nó mang lại là khôn lường và khi phạm tội sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục điểm tin cuối tuần hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Ngọc Lặc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương mục sau.